The Bounce bị hack nick, nhưng kết quả nó lại lạ lắm. Là một trong những streamer nổi danh nhất làng Liên Minh, The Bounce là cái tên khá quen thuộc và được rất nhiều người mến mộ. Anh chàng nổi danh với lối chơi Saiyan Fit to Win khi có thể thoải mái trao mạng hạ gục mà vẫn có cách đưa đồng đội đến chiến thắng nhờ tập trung vào việc phá nhà và shutdown đối phương. Vì lối chơi này mà anh đã không ít lần bị Riot cấm tài khoản vì vấn đề phá game. Nhưng ít ai ngờ rằng chính vì thành tích có 1-0-2 này mà anh lại rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười sau đây. Cụ thể mới đây, anh đã bị kẻ gian hack luôn tài khoản và phá game một cách có chủ đích. Hacker đã hack nick của The Bounce là một người chơi khá khét tiếng vì thường xuyên leo rank bằng script. Điều hài hước ở đây đó là kể cả khi phá game như vậy, hacker kia chỉ có vài trận có KDA làng nhàng, tiêu biểu là 1-7 mà thôi. Trong khi đấy, trong tay The Bounce thì feed hơn 10 mạng mỗi trận là chuyện như cơm bữa. Có lẽ ngay cả các fan nhiệt tình nhất của The Bounce cũng không ngờ rằng cố tình phá game mà cũng không thể chết nhiều như chiến thuật thường dùng của idol mình. Cộng đồng cũng đành bó tay và cho rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong giới Liên Minh từ trước đến nay.